Cậu học sinh hẹn mẹ của người bạn thân đến một ngôi nhà bỏ không bà đang giao bán. Tưởng cậu ta đến xem nhà để mua nhưng không phải. Cậu trai chủ động tiến tới hôn và muốn xem cơ thể bà cô. Họ cuốn lấy nhau mà không để ý rằng có ai đó đã bật điện thoại chế độ Full HD quay lại toàn bộ sự việc. Cả hai dắt tay nhau vào căn phòng và cánh cửa đóng lại. Chuyện gì xảy ra bên trong đó thì nhớ xem hết video là biết nhé mọi người. Một người đàn ông đang chạy bộ trên đường thì bất ngờ bị kẻ nào đó tấn công. Hắn dùng con dao và đâm chết anh ta một cách tàn nhẫn. Người đàn ông xấu số tên là Mark. Anh ra đi bất thình lình khi tập thể dục buổi tối, để lại người vợ Sharon mồ côi chồng khi mới 49 tuổi. Đó hiển nhiên là một điều vô cùng tồi tệ. Nó khiến Sharon buồn bã như muốn gục ngã trước nỗi đau. Sharon có một cậu con trai tên Anthony. Sáng nay thức dậy cậu ấy không muốn đến trường. Điều đó khiến Sharon lo lắng. Cô ngồi xuống hỏi con xem có bị đứa nào bắt nạt không. Anthony buồn bã lắc đầu và miễn cưỡng chuẩn bị đi học. Một lúc sau thám tử ban đến gặp Sharon. Anh ấy hiện đang điều tra vụ án giết chồng cô. Cả hai từng là bạn từ thuở nhỏ. Hơn thế nữa, ban thích Sharon lúc chim vừa bằng quả ớt, giờ đây nó lớn như quả dưa chuột. Tình cảm của anh vẫn không hề thay đổi. Nhưng Sharon vẫn luôn coi ban là bạn và chưa từng cho anh một cơ hội tiến tới làm bạn đời. Ở trường, Anthony chơi rất thân với cậu bạn Dylan. Họ thường dành thời gian tâm sự và động viên nhau vượt qua khó khăn. Anthony rất thích cô bạn học Megan, nhưng cậu lại không có can đảm tỏ tình. Dylan biết điều đó nên đã giới thiệu Anthony với Megan. Rồi họ cùng nhau chơi bóng trên sân trường. Thằng này là Brent. Nó phạm luật và cố tình chơi xấu Anthony nên bị thầy giáo đuổi cổ khỏi sân. Dylan theo Anthony tới phòng thay đồ hết lời động viên. Anthony thấy cấn cấn liền cất tiếng hỏi: "Sao cậu tốt với tớ thế?" Dylan sợ thằng bạn nghĩ mình thích nó nên nói rõ sự tình. Bản thân cậu ấy cũng mất bố từ 2 năm trước. Vậy nên Dylan rất hiểu cảm giác đó. Giờ đây cậu muốn giúp Anthony vượt qua nỗi đau. Anthony nói cảm ơn rồi mở tủ đựng đồ thì thấy quần áo của mình không cánh mà bay. Cậu ngay lập tức tìm kiếm thì thấy chúng đang nằm trong bồn cầu. Thì ra Brent đã làm thế để trả tư thù cá nhân. Bỏ qua sự cố, Anthony đưa Dylan về nhà. Sharon cảm thấy hạnh phúc khi nghe con muốn tổ chức một bữa tiệc, bởi cô nghĩ Anthony đã dần mở lòng sau cái chết của bố để giao lưu bạn bè. Đêm hôm đó bữa tiệc diễn ra, Dylan rời bể bơi để vào nhà tìm phòng tắm. Lang thang thế nào lại bước vào phòng mẹ bạn. Dylan đang xem ảnh gia đình của Sharon thì cô ấy trở về, thế là hai cô cháu trút bầu tâm sự. Dylan kể cho Sharon về cái chết của bố, Sharon cũng cho cậu bé vài lời động viên. Vài ngày sau, Dylan tóc tai vuốt ngược đến xem ngôi nhà Sharon đang chào bán. Nó vốn thuộc quyền sở hữu của Sharon và có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng cô không muốn sống ở đây nữa vì sợ con trai sẽ nhớ đến người bố quá cố. Dylan nói rằng mình chỉ xem cho một người bác họ xa, sau đó nhờ bà cô dẫn đi thăm thú. Vài ngày sau, ở trường lại diễn ra một trận đấu bóng. Anthony chơi tốt hơn Brandon, cái thằng bẩn tính lại bày trò phá hoại. Hắn ta đi đến tủ đồ của Anthony để lấy quần áo của cậu ấy ném vào phòng vệ sinh, nhưng lần này cánh tủ đã bị khóa. Sau đó Dylan đến đó và bắt gặp thằng con rời đang hí hoáy chọc ngoáy. Cậu liền tới gần cảnh báo Brand khôn hồn thì tránh xa Anthony. Sharon xuống phòng ăn mà không hay biết nhà có khách. Chỉ khi quay đầu nhìn thấy Dylan, cô mới giật mình kéo áo giấu mong ngũ quả. Dylan cũng lóng ngóng đứng dậy xin lỗi. Cậu ấy vừa rời đi thì Sharon thấy phong thư trên bàn. Dạo gần đây chúng được gửi tới khá nhiều, nhưng cô ấy vẫn chưa nói với thám tử ban, bởi bản thân Sharon không muốn thảo luận về vấn đề tình cảm của mình, tránh anh ấy khó xử. Vậy nhưng Sharon cũng cảm thấy có đôi chút lo lắng, đành kể lại mọi chuyện cho thư ký nghe. Cô thư ký khuyên Sharon nên nhờ ban điều tra, nhưng Sharon vẫn gạt đi và quyết định giữ im lặng. Cùng lúc đó, tại trường thấy Anthony nhìn Megan với vẻ mặt thèm dò dãi. Dylan liền vỗ vai thúc giục thằng bạn đuổi theo rủ nhỏ đi chơi. Anthony nghe dạy thằng bạn gặp Megan búc lịch, thật bất ngờ là cô ấy vui vẻ nhận lời. Tối hôm đó, Dylan chở cậu bạn về nhà và cho nó mượn xe đi tán gái. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại cậu trai trẻ và bà cô hóa chồng. Họ cùng nhau tâm sự về nhân sinh thế thái, về những bi kịch xảy đến trong đời. Dylan khuyên Sharon thử xé các trang sách, nó là một cách để con người ta có thể giải tỏa cảm xúc. Sharon làm theo, quả nhiên thấy nhẹ nhõm phần nào. Nước mắt ướt mi mang theo nỗi buồn tuôn vợi ra ngoài. Cùng lúc đó, Anthony lên xe ngồi e thẹn. Thế quái nào mà cậu run hơn con bé ngồi bên. Nhưng thật ra đó chỉ là bài để đối phương khiêu khích. Megan kích đều một cái là cậu xà tới hôn ngay. Sharon vào phòng đi tắm. Dylan đang nghe nhạc thì thấy tiếng nước rả rích đâu đó. Thì ra nó vọng tới từ phòng tắm của bà cô. Hơi nước bốc nên làm mờ tấm gương soi. Sharon lấy tay lau thì giật mình nhận ra Dylan đang bước tới. Không đồng ý nhưng cũng chẳng thể từ chối cậu trai trẻ. Cô ấy để mặc Dylan cởi quần áo bước vào trong. Và thế là trái cấm trên cây đã bị hái xuống như thế đấy. Anthony trở về từ buổi hẹn, lòng vui như Tết, kể hết chuyện hẹn hò thành công. Dylan vừa thịt mẹ thằng bạn cũng vui ra mặt, làm dấu tay chúc mừng rồi chào tạm biệt ra về. Ngôi nhà H803 hiện ra trước mắt khán giả, ai đó đều ngạc nhiên vì nó khá tồi tàn. Bên trong bừa bộn có người đàn ông đang nằm ngủ vắt lưỡi, thì ra hình ảnh bóng bẩy Dylan trưng ra với xã hội chỉ là giả tạo mà thôi. Bật máy tính nên cậu mò vào mail, gõ phím soạn thư, thì ra cậu ta chính là người gửi chúng cho Sharon. Tất cả mọi chuyện xảy ra từ đầu đến giờ đều không phải ngẫu nhiên. Dylan trở thành bạn và giúp đỡ Anthony là có mục đích cả. Và ngày sau tại trường, Brent tìm đến gặp Megan. Anh chàng tiết lộ có điều gì đó không ổn với Dylan và cho rằng cậu ta chắc chắn đang che giấu bí mật động trời. Megan thoạt đầu không tin nhưng Brent quả quyết, bảo cô hãy đến văn phòng xem hồ sơ. Brent cũng chủ động gọi Dylan lại và đe dọa rằng bản thân biết vài bí mật của Dylan và sẽ kể nó cho mọi người nghe. Dylan chỉ cười đều và quay đầu rảo bước, bởi nếu mà biết thì nó đã không phải dọa. Ngay sau đó Dylan lập ra kế hoạch nhằm làm mọi người ghét Brent và không tin những gì cậu ta nói. Dylan tự cắt cổ tay bằng một con dao, sau đó đi phao tin Brent đã làm thế. Thám tử Ban đến trường điều tra vì đó là một vấn đề nghiêm trọng. Anh ấy kể mọi thứ cho Sharon nên cô ấy cũng muốn theo cùng. Khi được Ban hỏi, Dylan khẳng định chắc nịch Brent đã tấn công mình. Anthony cũng kể những lần bị Brent dùng bạo lực, vậy là mọi bằng chứng đều chống lại cậu ta. Sau khi có kết quả điều tra sơ bộ, Brent đã bị đình chỉ học. Sharon sau chuyện đó tỏ ra vô cùng lo lắng, chất vấn con sao không nói cho mình biết bị bắt nạt ở trường. Sự quan tâm đó khiến Anthony tự nhiên phát bực, cậu to tiếng cãi như chém trả. Thì ra Anthony đã nhìn thấy mẹ xé những trang sách của bố nên hoài nghi tình yêu của Sharon dành cho chồng. Sharon đành kể lại chuyện ngày xưa, thú nhận viên thám tử thích mình nhưng bản thân chỉ yêu bố con thôi. Anthony đang bực tức nên không nghe trình bày, cậu ngấm nguẩy bỏ nhà đi. Sau một lúc Sharon nhận được tin nhắn từ Dylan, cậu ấy bảo muốn xem lại ngôi nhà lần nữa trước khi xuống tiền mua. Sharon không chút nghi ngờ lên xe đi tiếp khách, đến nơi thì thấy Dylan đã có mặt từ bao giờ. Cậu ta chủ động tiến tới hôn bà cô, sau đó cả hai cuốn vào nhau làm điều sai trái. Cái điện thoại đặt phía xa đã bật sẵn chế độ Full HD và ghi lại toàn bộ cảnh nóng. Ngày hôm sau đến trường, Megan gặp Anthony cảnh báo cậu hãy tránh xa Dylan. Thì ra người đặt máy quay chính là Megan, cô ấy đã biết về sự thật của Dylan. Và khi Megan gặp mặt cảnh báo, Dylan đã hẹn cô ấy đến ngôi nhà, nơi mà cậu ta xếp hình cùng Sharon. Megan nói với Anthony mọi chuyện, Dylan đang lừa dối tất cả mọi người, ngay cả tên của cậu ta cũng là giả. Anthony không thể tin vào những điều tai nghe, cậu cảm thấy bị đả kích và vô cùng tổn thương. Megan liền hỏi Anthony về vụ Dylan bị Brent tấn công. Anthony ngày hôm đó đã cho lời khai giả, nên cậu im lặng rời đi từ chối trả lời. Một lúc sau Dylan chạm mặt Megan, cậu ta không nói lời nào, giật điện thoại của cô ấy. Megan tức giận lấy lại điện thoại và rời đi, Dylan ngay lập tức đuổi theo vào con hẻm vắng. Ngay ngày hôm đó Sharon phát hiện ra có kẻ đã tải lên một đoạn video về khúc dạo đầu của mình và Dylan lên mạng xã hội. Đang lúc căng thẳng thì Ban tìm tới, anh thông báo mình đã bị yêu cầu dừng điều tra vụ án của Mark do không có manh mối. Sharon nghe vậy thì rất buồn, trong lúc trò chuyện cô đã tiết lộ vấn đề bản thân đang gặp phải. Có ai đó đã lén theo dõi và đăng clip của mình lên mạng và những lá thư được gửi đến thường xuyên. Ban nghe xong liền tức giận bỏ đi, bởi anh trách Sharon thân như bọ xít mà chuyện hệ trọng như thế lại giấu. Anthony nhận được tin nhắn của Megan, cô ấy bảo cậu đến nhà của Dylan xem xét thực hư. Anthony tới nơi thì không thấy có ai ở đó, Dylan bất ngờ tấn công từ phía sau khiến cậu ngất xỉu. Thì ra Dylan đã nhắn tin cho Anthony từ điện thoại của Megan. Sau đó anh lại mạo danh Megan thông báo cho Sharon rằng hôm nay Anthony sẽ ở lại nhà cô ấy. Sharon nhận được một bức thư tình lúc nửa đêm, Joe mời Sharon đến gặp mặt. Sharon thông báo cho thám tử Ban trước khi rời đi. Thực ra Dylan là người gửi bức thư cho Sharon. Đó là lý do tại sao cô ấy đến nơi thì thấy cậu ta đã có mặt. Dylan lúc này mới nói ra sự thật, người tình khi trước của Sharon lại chính là cha cậu ta. Khi mọi chuyện bại lộ ông ấy đã tự sát, bởi vậy Dylan muốn trả thù Sharon. Cậu ta thừa nhận đã giết chồng Sharon và sau đó đưa cho cô một con dao yêu cầu từ kết liễu. Dylan đe dọa mình đang bắt giữ Anthony, nếu Sharon không làm theo, cậu ta sẽ giết Anthony. Vậy nhưng Sharon đã phản kháng, cô cầm con dao đâm vào chân đối phương rồi bỏ chạy. Đúng lúc ấy thám tử Ban cũng đến nơi, Sharon liền nói toàn bộ sự thật cho anh biết. Ban vào trong nhà tìm Dylan nhưng cậu ta đã bỏ đi. Anh liền vội vã cùng Sharon đến nhà Dylan để giải cứu con trai cô. Anthony tỉnh lại hốt hoảng khi thấy mình bị trói vào một cái cây trong khu rừng cùng với Megan. Cặp đôi tìm cách tháo dây thừng và đã thành công thoát ra. Sharon và Ban cũng đến được nhà của Dylan, không thấy con trai đâu nên Sharon đi vào trong rừng tìm kiếm. Ban ở lại và bị Dylan tấn công bất ngờ bằng một con dao. Cậu ta lấy khẩu súng của vị thám tử tiếp tục tìm kiếm bà cô để trả thù. Anthony gặp mặt và cố gắng thuyết phục Dylan, Megan nhân cơ hội tấn công hắn từ phía sau. Sharon cầm lên khẩu súng và đập Dylan bất tỉnh. Cô định bóp cò giết chết cậu ta nhưng bị con trai ngăn lại. Một thời gian sau, Sharon nghĩ đến việc trao cơ hội cho thám tử Ban và cả hai bắt đầu hẹn hò. Mối quan hệ giữa Sharon và Anthony cũng trở nên tốt hơn, gia đình sống hạnh phúc quây quần sau biến cố. Và đó cũng là những tình tiết cuối cùng của bộ phim. Nếu thấy hay đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.